xin chào quý vị và các bạn, quang thắng rất là vui hôm nay được giao lưu trò chuyện cùng với tất cả quý vị và các bạn. Như quý vị đã biết là mọi ngày thì quang thắng là phải diễn xuất, đi rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay thì quang thắng được giao lưu trò chuyện với tất cả quý vị một cái sản phẩm về dạ dày. Vì quý vị đã biết là công việc của quang thắng là phải đi nhiều mà Đấy, diễn nhiều, ăn uống thì thất thường, không đúng thời gian vì vậy là uh, ảnh hưởng đến việc dạ dày rất là nhiều uh, như quý vị đã biết là cái cái việc dạ dày này ấy, nó gây cho quang thắng rất là nhiều cái lúc khó chịu lúc thì ợ uh, chua này lúc thì uh, đau vùng thượng vị nhất là vùng giữa ngực này đấy và uh, có lúc miệng lại hôi nữa đấy, nói chuyện với các bạn gái hay là uh, diễn xuất cùng với các bạn gái mình không tự tin lắm đấy. À, và tuổi càng cao thì cái cái áp lực công việc càng nhiều và cái bệnh của mình càng nặng lên đấy nhiều bạn mách cho rất nhiều loại thuốc khác nhau nhưng mà mình uống cũng không khỏi thế mình cũng mất tự tin với tất cả các loại thuốc sau một thời gian mình mất tự tin như thế thì Tình cờ có một khán giả hâm mộ có mách cho Quang Thắng cái sản phẩm dạ dày Dataki này. Thế và uh, họ có nói rằng cái sản phẩm này đã được xuất hiện trên VTC14 cũng như là các báo, đài. Thế và Quang Thắng lên mạng tìm hiểu và để xác minh xem cái sản phẩm này có đúng như là người hâm mộ mách cho mình hay không. Thế và Quang Thắng uh, mua về dùng thử và đúng như lời của người hâm mộ mách cho quang thắng, cái sản phẩm uh, uh, dataki này dùng rất là tốt như quý vị đã thấy là quang thắng dùng thử tuần đầu và tuần thứ hai thì thấy uh, bệnh tình của mình thuyên giảm hẳn và từ uh, tuần thứ ba, tuần thứ tư thì uh, hết đau cái vùng trước ngực và vùng dạ dày đó và tuần thứ uh, tư và thứ năm, thứ sáu trở đi thì quang thắng hết hẳn bệnh đau dạ dày và trong ngược dạ dày cũng như là bệnh hôi miệng, Đấy. rất là thú vị và đứng trước các bạn gái bây giờ mình thấy tự tin, tự tin hẳn lên và diễn xuất cũng thấy tự tin hẳn lên bởi vì mình cái bệnh mà hôi miệng đã hết rồi như quý vị đã thấy rằng là thuốc đông y mà lại được chiết xuất ra nén vào hai cái viên nén như thế này thì rất là tiện. Và rất là tốt cho quý vị hay có công việc phải đi xa nhà, đó. cũng như quang thắng thôi, quang thắng phải đi xa nhà rất là nhiều, cho nên quang thắng phải cầm cái cái viên sản phẩm này để dùng cho bản thân mình, thì cũng như quý vị mà quý vị phải đi xa nhà thì quý vị cầm cái sản phẩm này rất là tiện lợi đó, không như các loại Uh, thuốc khác ví dụ như là mình phải uh, uh, sắc này uh, thuốc đông y thì mình phải sắc phải cho vào uh, siêu uh, lắm lúc mình đi vắng thì uh, về đến nhà thì cái siêu thuốc đã cháy mất rồi uh, không thì mình lại còn phải ngồi ở đó mình canh cái siêu thuốc đó nó mất bao nhiêu thời gian uh, đấy. chính vì vậy là cái sản phẩm dạ dày uh, dataki này khi mình đã uh, đã được chiết xuất ra cái viên nén này rất là tiện cho tất cả quý vị như quang thắng bây giờ đấy, à, đi thoải mái à, có cái sản phẩm này rồi thì quang thắng tự tin quang thắng không phải à, lo nghĩ về chuyện ăn uống thất thường cũng như là à, về cái việc ăn uống sản phẩm bẩn như à, mọi khi mà quang thắng à, phải dùng lung tung tất cả cái, các các cái cái, cái à, thức ăn nữa. Đấy các quý vị đã thấy rằng là uh, công việc của mình ăn uống uh, thất thường hay là uh, ăn uống phải những thực phẩm bẩn thì dẫn đến cái việc dạ dày là rất dễ thôi nhưng mà từ khi có cái sản phẩm dạ dày này thì quý vị yên tâm nhé không phải lo về cái việc mà việc uh, dạ dày cũng như là đau dạ dày hay việc hôi miệng như mọi khi nữa uh, bây giờ quang thắng sẽ uống thử cho tất cả quý vị uh, mỗi một lần quý vị dùng sẽ dùng hai viên và quý vị nhớ rằng dùng à, từ 2 đến à, 6 viên trong một ngày nếu quý vị bệnh nặng thì dùng 6 viên còn nếu à, quý vị à, bệnh à, vừa vừa sẽ dùng hai viên bệnh hơi nặng thì dùng đến 4 viên quý vị nhớ nhé hai viên hai viên nén này thì rất dễ thôi à, có thể cho vào miệng uống nuốt luôn thì vẫn à, được Đấy. Và quý vị thấy rằng là sản phẩm dễ uống như thế này thì tội gì quý vị không nhanh chóng mua để quý vị dùng cái sản phẩm này để hỗ trợ cho bệnh dạ dày của mình. Quý vị hãy cùng với Quang Thắng sử dụng cái sản phẩm mà Dataki này nhé. Xem xem là cái bệnh tình của quý vị thuyên giảm như thế nào thì báo cho Quang Thắng biết để Quang Thắng mừng cùng với tất cả quý vị. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video, khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm, bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.